Đã gần hết học kỳ 1, nhưng con gái bà Nguyễn Thị Kiều Loan ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có thiết bị để học trực tuyến. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, suốt gần một học kỳ không có thiết bị để con gái học trực tuyến. Bà Loan nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nghe con hỏi, bao giờ được học như các bạn? Bà Loan quê ở Bến Tre, lên Sài Gòn đã 8 năm nay, ngày thường đi làm mướn để mưu sinh. Bà Loan chia sẻ, có lần trộm cắt cửa vào nhà, lấy sạch vốn liếng mà hai vợ chồng chắc chưa dành dụm bao nhiêu năm. Gần nửa năm nay, dịch bệnh bùng phát, hai vợ chồng bà lâm vào cảnh thất nghiệp. Cả gia đình sống dựa vào tiền trợ cấp và túi ăn xin của địa phương. Em Nguyễn Thị Cẩm Liên, 9 tuổi, năm nay học lớp 4, trường tiểu học Bình Thuận, thuộc quận Bình Tân, là con gái út của bà Loan. Trên Liên còn có hai anh chị. Chị cả đã lấy chồng ra ở riêng. Anh trai 18 tuổi hiện cũng đã đi làm phụ ba mẹ. Hơn một tuần nay, người hàng xóm cùng khu trọ thương cảm hoàn cảnh của gia đình bà Loan, nên cho bé Cẩm Liên mượn điện thoại để học tạm. Gặp lại bạn bè ở lớp học trực tuyến, Liên vô cùng mừng rỡ. Còn bà Loan vẫn đau đớn lời hứa sẽ kiếm tiền để mua thiết bị học tập cho con. Lúc thấy con nó mẹ bạn bè học, nhưng dạ con không có khả năng học. Con buồn lắm, nó bị cô tuổi thật. Ở nhà cho những khi mình sợ không có tiền đóng mình biết ở nhà đâu. Nó nói những câu nó có buồn, nhớ tủ, nhiều khi nằm đi khóc. Thôi con gắng để qua việc làm có tiền, mẹ kiếm tạo điều kiện cho con học. Nếu mà học thôi bạn bè thì gắng ở lại một năm. Giống như bà Loan, anh Minh Trí, 39 tuổi, là lao động thời vụ vệ sinh môi trường ở huyện Bình Chánh. Vợ anh cũng làm công nhân công ty dịch vụ công ích. Hai vợ chồng thu nhập rất bấp bênh. Con anh Trí năm nay học lớp 1. Trong học kỳ 1 vừa qua, em không có thiết bị điện tử để học tập, nên cô giáo phải photo tài liệu gửi về để em tự học. Trước câu hỏi bao giờ được học như các bạn của con, anh Trí chỉ biết nghẹn ngào, hứa sau dịch sẽ ráng kiếm đủ tiền để mua máy tính. Em có hỏi nhưng mà cô giáo cũng có hỏi, con cũng có hỏi nhưng mà em nói để qua dịch thì ba đi làm, ba gắng mua cho con học, rồi ba vô mạng rồi cho con học. Lắng nghe những câu chuyện cảm động ấy, từ ngày 17 tháng 11, Báo Thanh Niên và nhà tài trợ FPT Shop đã tổ chức nhiều buổi trao tặng những chiếc máy tính bảng chất lượng chính hãng, cấu hình tốt, phù hợp với việc học trực tuyến cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ. Những chiếc máy tính bảng được trao đi, không chỉ các em nhỏ có thêm thiết bị học tập, mà phụ huynh cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế. Năm 2021 thực ra là một năm rất nhiều khó khăn, không chỉ với mọi người dân, mọi nhà và với cả công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT gồm FPT Shop và chuỗi dược phẩm Long Châu. Bởi vì có rất nhiều cửa hàng của chúng tôi đã phải tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu cách ly giãn cách an toàn của chính quyền. Tuy nhiên là cũng ý thức và thấu hiểu được cái sự khó khăn của toàn thể cộng đồng thì chúng tôi cũng muốn góp một cái phần sức lượng nhỏ bé của mình vào việc hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, mong muốn là tiếp tục sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng bằng những hoạt động nhỏ bé của mình. Ở chị mừng kia đúng. Chứ giờ con đang lúc khổ mà 40 triệu bạc đâu có tiền đâu để mua cho nó học. Lúc khó khăn con biết kiếm 1 triệu bạc là khó khăn lắm. Biết luôn, nó nói trời ơi mừng ghê đúng không mẹ. Cười vui tí te tí tét hồi sáng giờ nó đâu ngủ chưa. Dịch Covid-19 khiến hầu hết các em học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh phải học trực tuyến tại nhà trong suốt thời gian qua. Còn rất nhiều trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua sắm thiết bị mới, khiến việc học tập của các em bị gián đoạn. Trong thời gian tới, Báo Thanh Niên và nhà tài trợ FPT Shop sẽ tiếp tục đồng hành với các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em thực hiện ước mơ của mình.